xây đê biển tạo bồi cộng với đường ven biển bao bọc thành phố Hồ Chí Minh, đồng bằng sông Cửu Long lại không tốn tiền, còn tạo ra nhiều tiền. Tại sao vậy? Tại sao? Khi xây nhà máy năng lượng tái tạo công nghệ mới STCM thì hàm chứa khí nén của nó là đê biển tạo bồi và đường ven biển nói trên, hoặc nói cách khác thì đó là lợi ích phụ phát sinh khi xây nhà máy này. Vậy việc xây nhà máy năng lượng tái tạo công nghệ mới này thế nào? Xây nhà máy này nhà đầu tư lời nhiều, dễ làm và làm nhanh, không đền bù mặt bằng, vốn, công nghệ, vật tư, thiết bị, nhân sự thì Việt Nam đầy đủ. Bây giờ muốn xem chi tiết thì xem video trên mạng YouTube, gõ là thứ nhất, video thứ nhất là xây nhà máy năng lượng tái tạo công nghệ mới STCM, nhà đầu tư làm dễ, nhanh, vốn ít lời nhiều. Rồi, và video thứ hai là xây nhà máy năng lượng tái tạo mới STCM không giải phóng mặt bằng, vốn, công nghệ, vật tư, nhân sự Việt Nam đầy đủ. Giờ chúng tôi xin giới thiệu cái mô hình về cái tàu điện từ mới STCM. Bây giờ này, tàu điện từ này nó chạy trên nè, thấy không? Nó chạy trên là không có chạy trên đường mà chạy trên máy của dãy nhà nổi. Đó. Cái đặc biệt là không có làm đường nha. Bây giờ cái như vậy là nó rất là đỡ tốn kém, được tới 90%. Đấy, nhưng mà có phải tốn cái tiền mua tàu nè. Thì bây giờ tiền này lấy từ cái tiền lời của cái dãy nhà nổi, thấy không? Dãy nhà nổi này tại sao lời là tại nó nằm ở một cái vị trí đắc địa. Đó. Thì là
đắc địa là nó đạt cái yếu tố là thị lộ giang nè, cái này sông nha, này sông à, nước này nha, nó nằm trên sông à. Thì ở trên là đường rồi, ở tầng dưới của nó là cái những cái cơ sở kinh doanh, nhà hàng, khách sạn, shop bán hàng rồi gì đó. Rồi ở dưới của nó là nhà để ở à, dưới là nhà để ở. Nhà để ở này là nó hơi chìm dưới mặt nước đó nha, giống như nhà nổi Dubai á đó. Ở trên thì để mua bán, ở dưới thì để ở à, do đó là chủ đầu tư sẽ bán ra rất nhiều cái căn hộ, mà cái người mua cái những căn hộ này thì họ đạt được cái chỗ ở, chỗ kinh doanh, mà xe tàu chạy ở trên nó không có gây tiếng ồn. Là tại sao? Tại vì nó bay ở trên cái này chứ không phải là nó chạy, nó không có ma sát đó. Nó lúc nào cũng cách là mấy mm, 10 15 mm á, thấy không? Thành ra rằng là cái mô hình này rất là lời, và ta có thể kết luận rằng là cái hệ thống tàu điện từ này là không UD trên 1 km, tức là chi phí của nó không có tốn kém, tốn rất ít, giảm được 90% do làm được, mà 10% còn lại thì lấy tiền lời từ cái dãy nhà nổi này bù qua. Đấy, tóm lại là cái dự án này rất là khả thi. Đấy, và tạo nhiều công ăn việc làm cho rất nhiều người, công ăn việc làm, nhà ở xã hội cho người nghèo, những người mà chưa có việc làm, chưa có đấy, rồi xin hết. Giới thiệu đây là cái mô hình của sáng chế metro ETC, metro sẽ chạy dưới sông, nó không cần phải làm đường. Đấy. Thì bây giờ là cái này á, nó chạy bằng điện, cái tàu này nó chạy bằng điện trên sông, thì bây giờ phải có cái hệ thống cung cấp điện. Thì cái hệ thống này nó tương tự như metro ở chạy trên đường bên thành suối Tiên rồi đó. Đó, nó tương tự với cầu này, chứ nó không có cần phải nặng, nó lớn nó nặng chi mà cho nó tốn kém. Đấy, là tại vì sao? Nó chỉ là để dẫn điện cho cái motor của tàu điện từ metro ETC này chạy thôi. Đấy, ngoài ra nó phải có cái dẫn đường, nó vừa truyền điện, thấy không? Dẫn đường, à, nó dẫn là do mấy cái đó. Đó. Thì cái này á, là mực gì mực nước nó lên xuống, thành ra cái que này nó giãn giống như tàu điện, cái que nó cũng phải co giãn, thấy không? Mực nước lên nó co trở lại
xuống thì nó giãn xuống đó. Thấy không? Còn là cái những cái cột mà truyền điện này nè và dẫn đường này thì nó phải nằm ở trên bờ sông. Đây, bờ sông thì đây. Đây, nó đưa ra để sao? Để cho tàu chạy dưới này đó, nó không có bị cái trụ này. À. Thì chúng ta thấy nó ít tốn kém. Đây. Cái xe tàu mà treo thì nó treo những cái trụ cực kỳ là phải vững chắc, phải cứng. Cột đèn đó. Đấy, để dẫn điện nó y như là metro Bến Thành Suối Tiên hay các linh hà đó. Đấy. Rồi rất đơn giản, cái này đơn giản lắm, thấy không? Tôi giờ tôi tóm lại nè, tàu điện từ metro xe chạy bằng điện y như là metro nhưng mà chạy dưới sông, không cần. Còn đây là những cái trụ để chỉnh cho nó, thì metro Bến Thành Suối Tiên hay là có khác nó có cổ mà dẫn điện cho nó chứ, cung cấp điện cho nó. Thì cái này chức năng nữa, cái dẫn điện nó còn dẫn đường do những cái trục, những cái que này nè. Đó, nó lúc nào cũng phải đi theo cái thanh này. Rồi, xin hết.